Xin chào bạn. Tôi này đang xin giới thiệu các bạn và một số phụ kiện câu đài. Gồm đây là xốp để các bạn quấn trục quấn thẻo cũng được hết. Đa số là dùng để quấn trục chính các bạn nhé. Thẻo thì các bạn mà móc vào đây rồi. Đây là trục buộc sẵn. Gồm có hai chặn chì. Đầy đủ hết và chân cắm phao. Và số 8 chúng xoắn đây các bạn. Hải Đăng sẽ trước tiên Hải Đăng sẽ giới thiệu các bạn đây trục. Trục thì có 36, 54 và 45 các bạn. Đây các bạn, đây trục này là trục 36. Đường dây của nó là trục đây chiều dài dây là 36, đường kính của trục đấy là trục này là 3 chấm các bạn nhé. Chì này là chì 3 gang. Đấy, set một đường trục sẵn rồi các bạn ơi. Về các bạn câu luôn. Về các bạn mắc thẻo và câu luôn. Đầy đủ hết. Đây hạt chặn ở đầu. Các bạn buộc vào đầu alo và cần tay. Đấy, trục. Đây Hải Đăng vừa giới thiệu các bạn đấy là cái trục buộc sẵn. Trục này trục 36 này. 54. 54 là trục 4 chấm nhé các bạn nhé, đường kính 4 chấm. Về cái đường kính của cái xốp này các bạn này. Đường kính xốp là 43. Và đường kính của đường kính trong của nó này các bạn. Đường kính trong của nó là 11. Hai cái xốp này đường kính đều giống nhau. Đây cái chỉ màu thôi, chưa có thẻo, chưa có trục buộc sẵn ở đây các bạn nhé. Đấy, giới thiệu qua các bạn, nếu các bạn thiếu hoặc còn mất thì Hải Đăng mới sẽ có. Thì đến giới thiệu các bạn đến hộp đựng phụ kiện câu đài cá chép của Daiwa sản xuất. Đây các bạn, thương hiệu Daiwa. Daiwa sản xuất. Logo của Daiwa. Đây các bạn. Trong sẽ có chỗ dắt phao này. Đây là các bạn gài vào để các bạn dắt phao câu đài của các bạn. Bị sổ ra. Đây các bạn. Và các thẻo. Gồm thẻo nhỏ và thẻo thanh xốp để quấn thẻ trục quấn trục. Trục nhỏ và trục xốp nhỏ và xốp to. Thì, Hải Đăng sẽ đo đường kính cụ thể. Cái này thì bằng đường kính quả, cái này thì Hải Đăng không đo nữa. Hải Đăng sẽ đo đường kính của cái trục to này. Các bạn dùng để cho các bạn quấn dòng cần từ 7m trở lên thì các bạn quấn này nhanh hơn, quấn vào cái trục này nó nhỏ. Đường kính của nó là 68 đấy các bạn. Đường kính 68. Đấy. Chỗ dắt phao này, chỗ quấn trục này. Và đựng phụ kiện chì và pin câu đài đêm này. Đấy. Ngăn một ngăn này, còn ngăn bên này các bạn dắt thẻo thoải mái. Hải Đăng sẽ đo chiều dài của cái đoạn dắt thẻo này các bạn này. Đây, từ tâm đến chỗ nọ là 42 các bạn nhé. 42. Đây từ điểm này sang điểm này là 42. Và chiều dài tổng thể của nó là 45. Đây các bạn, chiều dài tổng thể là 45. Đấy, chiều dài tổng thể là 45. Và chiều rộng của nó cho các bạn là 7 đi rưỡi. À 7, 7 phân rưỡi. Đấy, đọc ly nhiều quen. Đấy, các bạn dắt thẻo thoải mái. Đấy, rộng dài. Ok, chép các bạn. Đây mà sau là trắng các bạn nhé. Hình như là chép. Đấy, đang có màu đỏ này thôi, cá chép màu vàng. Đấy. Vừa rồi Hải Đăng đã giới thiệu các bạn qua một số phụ kiện Hải Đăng mới nhập về, đang phân phối trên toàn hệ thống. Hải Đăng xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.